Stinger, hỏa tiễn phòng không có tiềm năng trở thành kẻ thay đổi cuộc chơi. Từ khi Nga xâm lược Ukraine vào cuối tháng 2 năm 2022, lực lượng phòng thủ của Ukraine đông hơn bao giờ hết, rất dễ bị tấn công từ các máy bay trực thăng của Nga. Đó là lý do tại sao Hoa Kỳ và đồng minh NATO của họ, là Đức chẳng hạn, quyết định cung cấp cho Ukraine một vũ khí mạnh mẽ như hỏa tiễn phòng không Stinger. Trung tướng lục quân đã nghỉ hưu, Jim Dubik nói với tờ Army Times, Stinger là một loại vũ khí tiềm năng trở thành kẻ thay đổi cuộc chơi, mang lại cho binh lính bộ binh khả năng tranh giành không phận và cản trở khả năng tấn công của đối phương. Tính hiệu quả của vũ khí đã được chứng minh vào giữa những năm 1980, khi các lực lượng kháng chiến à Afghanistan sử dụng hỏa tiễn Stinger do CIA cấp để bắn hạ máy bay trực thăng của Liên Xô. Một số chuyên gia cho rằng Stingers đã thay đổi tiến trình của cuộc xung đột đó và là một nhân tố quan trọng dẫn đến thất bại cuối cùng của Liên Xô. Một lý do khiến cho Stinger rất hiệu quả là có thể di chuyển dễ dàng và có thể được phóng bởi một người lính hoặc là dân thường nếu được huấn luyện. Ngoài cũng có thể được sử dụng trên trực thăng chiến đấu AX-64 AH Apache của quân đội Hoa Kỳ như một vũ khí không đối không theo nguồn tin từ Raytheon Missile and Defense, và chúng cũng có thể được lắp trên các phương tiện di chuyển chở bằng xe cộ ở mặt đất. Ngoài tính linh hoạt của hỏa tiễn Stinger, còn có độ chính xác cao vì nó sử dụng thiết bị tìm tia hồng ngoại tuyến để khóa nhiệt trong ống xả của động cơ và sẽ bắn trúng bất kỳ thứ gì bay dưới 11.000 feet. FIM-92 Stinger là hệ thống phòng không vác vai Man-Pass do Hoa Kỳ phát triển vào cuối những năm 1970, được thiết kế bởi General Dynamics và được sản xuất bởi Raytheon Missile Systems. Hệ thống được sử dụng từ những năm 1981 cho đến nay. Stinger được thiết kế để tương tác nhanh, tầm thấp, máy bay tấn công mặt đất. Stinger cũng có khả năng thương sát cao đối với trực thăng và máy bay vận tải. Trong những năm qua, những Stinger đã được thử nghiệm trong một số cuộc xung đột. Ngày nay chúng có mặt trong kho vũ khí của 19 quốc gia và được sử dụng bởi 4 chi nhánh quân đội Hoa Kỳ. Trong bài viết này thì quý vị sẽ có cơ hội tìm hiểu về hỏa tiễn Stinger và cách nó được sử dụng trên chiến trường. Hỏa tiễn Stinger có tên chính thức là FIM-92A, được thiết kế để cung cấp cho bộ binh cách đối phó với máy bay và trực thăng bay thấp. Từ quan điểm của những người lính bộ binh, máy bay địch bay thấp thường là một vấn đề vì chúng đang thả bom hoặc đang đánh phá tấn công liên tục bằng bom hoặc là súng máy thực hiện công việc giám sát hoặc chèn ép thanh lọc và tiếp tế bắn hạ những máy bay này là cách dễ dàng nhất để loại bỏ những mối đe dọa có một số điều khiến cho stinger trở thành vũ khí hiệu quả cho bộ binh sử dụng stinger nhẹ và dễ di chuyển hỏa tiễn và bệ phóng nặng khoảng 15 kg. Bệ phóng có thể sử dụng lại. Mỗi hỏa tiễn là một đơn vị niêm phong chỉ nặng 22 pound, tức là khoảng 10 kg. Là vũ khí vác vai, một người có thể phóng hỏa tiễn Stinger, mặc dù chúng ta thường thấy một đội hai người vận hành hỏa tiễn. Hỏa tiễn FIM-92 Stinger sử dụng hệ thống dẫn đường bằng tia hồng ngoại tuyến, có phạm vi hoạt động 8 km bộ phận phóng cầm tay bao gồm ống phóng bộ phận là mát pin bcu lắp ráp chốt kẹp có thể tách rời ống nhắm và bộ dò nhận dạng riêng biệt hỏa tiễn stinger được gọi là kẻ tìm kiếm thụ động bởi vì không giống như hỏa tiễn dẫn đường khác bằng radar nó không phát ra sóng vô tuyến để nhìn thấy mục tiêu của mình đây là hỏa tiễn được mệnh danh là bắn và quên fire and forget đó có nghĩa là chỉ cần bắn ra và chiếc hỏa tiễn sẽ tự động tìm đến mục tiêu. Tính chất lợi hại của Stinger nằm ở chỗ, đây là hỏa tiễn vắt vai, có thể phóng từ bể phóng phòng không do một người mang, có thể bắn từ nhiều vị trí khác nhau, có thể được khai triển ở hầu hết mọi nơi. Điều này cho phép chúng dễ dàng ẩn nấp, di chuyển đến vị trí khác hoặc tấn công một mục tiêu mới. Theo nguồn tin từ AP, một phần trong tổng thể viện trợ được Tòa Bạch Ốc thông qua vào ngày 25 tháng 2, 2022. Hoa Kỳ đã chấp thuận việc chuyển giao trực tiếp hỏa tiễn phòng không Stinger đầu tiên cho Ukraine. Các viên chức liên quan cho biết hiện vẫn chưa được xác định được chính xác thời điểm giao hàng, nhưng Hoa Kỳ đang nỗ lực thực hiện các công tác hậu cần. Thông báo cho biết là hỏa tiễn Stinger sẽ được sử dụng để bắn hạ trực thăng và các máy bay khác được biết hỏa tiễn này được đánh giá là hỏa tiễn vắt vai nguy hiểm nhất hiện nay của lục quân Hoa Kỳ. Mặc dù không gửi binh lính tới Ukraine, nhưng Hoa Kỳ và đồng minh cho biết họ sẽ vẫn sát cánh cùng với Ukraine và sẵn sàng gửi nhiều lô hàng viện trợ liên quan tới khí tài, tài chính, y tế cho quốc gia này. Trước đó, ngày 26 tháng 2, 2022, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết khoản viện trợ quân sự mới nhất trị giá 350 triệu Mỹ Kim dành cho Ukraine đã được phê chuẩn nhằm giúp cho quốc gia này tự vệ trong bối cảnh Nga tiến hành chiến dịch quân sự tại khu vực Donbass, miền đông Ukraine. Ông Blinken nói, vào cuối năm 2021, Hoa Kỳ đã thông qua hai phần viện trợ có tổng trị giá 260 triệu Mỹ Kim cho Ukraine ngay khi xung đột hiện nay chưa xảy ra. Theo đó, Tổng viện trợ quân sự mà Hoa Kỳ cam kết cung cấp cho Ukraine trong năm 2021 đã vượt 1 tỷ Mỹ Kim. Ngoài Hoa Kỳ, quốc gia đi đầu trong việc trang bị vũ khí Ukraine ngay từ khi cuộc chiến bùng lên, như nước Đức chẳng hạn, đã phá bỏ cấm kỵ có từ thời sau Thế chiến thứ hai, để quyết định gửi 500 hỏa tiễn Stinger cho Ukraine với 2.700 chiếc khác sẽ được chuyển giao thêm. Trước Đức là Hà Lan, cũng loan báo quyết định sẽ cung cấp càng sớm càng tốt cho Ukraine 200 hỏa tiễn Stinger. Hiệu quả của hỏa tiễn phòng không Stinger do Mỹ sản xuất rất đáng sợ. Theo ghi nhận của trang tin Pháp Air Cosmos, ngay từ ngày 27 tháng 2 năm 2018, Ukraine đã chính thức yêu cầu mua vài ngàn chiếc Stinger với trị giá 750 triệu Mỹ kim. Tuy nhiên, ít ra là trên bình diện chính thức Đơn đặt hàng này không được Mỹ đáp ứng, với chiến dịch tấn công của Nga ngày càng rõ nét vào tháng 2 vừa qua, Washington đã thay đổi thái độ. Theo Cedric Max, sử gia Pháp chuyên về quân sự tại Ukraine, Stinger rất hiệu quả và đặc biệt là đối với các loại máy bay trực thăng vốn được sử dụng rộng rãi trong học thuyết quân sự của Nga. Stinger tạo ra một mối nguy hiểm thường trực. Trong tháng 3 vừa qua thì Bộ Ngoại giao Nga đã kêu gọi các nước thuộc liên hiệp châu âu và nato ngừng giao vũ khí và cho biết là moscow đặc biệt lo ngại rằng hỏa tiễn phòng không stinger có thể rơi vào tay những kẻ khủng bố gây ra mối đe dọa cho các hãng hàng không